What is this? Pizza. Pepperoni. Ok, Costco có bán cái này nữa nè. Dầu hào với lại cái gì? Nước tương hả? Cái này không biết gọi là gì, nó gọi là soy free. Mua mấy cái này là mà nó nhiều lắm nè, phát là cái mấy chai nhiều. Alright, let's go this way. I like to buy more clam in the can here. It's very good. In can, so we can keep and cook the clam chowder. Đây nè, cái món clam này, cái clam này mình mua rồi và mình xài rồi nè, rất là ngon. Nấu clam chowder rất là ngon và cái thịt clam nó bự. What is this? Huh? Really? Cooked sticky rice? Oh, pork, shred pork? You eat that, don't you? Mm-hmm. You put on the rice and just eat like that. Risotto? Risotto. What's the thing? Brown rice here. Let's see. Jasmine. Oh, we have the box of mixed rice, babe. Traditional brown rice. That looks good. So they have jasmine white rice. Oops. Sure, we bought it. We still have such sardine. Like I said, I'm gonna make the sardine cake. You know. Vietnamese like that's noodle soup. Ramen noodles, but not me. Do we still have cheeses at home, honey? Still do. Ok, đi Costco ngoài giờ mới thấy nè, mua con gà hả? Really? Đáng sao they also have the ribs, but it doesn't available. It's not here. Yeah.
Okay, we just finished shopping at Costco, and we are now in at the parking lot. And it's about lunchtime, and we are so hungry. And we got the chicken, the roasted chicken from Costco. So we just break it up and eat it right here. Sorry for my terrible laughing. Just Kenny, do you like it? That's okay. I have the wings. So we are in Costco, New Orleans. Here's Costco. Alright. This is me. Ăn thịt gà ngay bãi đậu xe. Mới vừa đi chợ Costco xong. Đói bụng quá, giá giờ ăn trưa. Mình có mua con gà. Con gà nướng á. Nghe mọi người nói gà nướng ở đây ngon. Cho nên mình mới đi mua thử mình ăn. Mua xong tính giờ. Thôi mình nhà ăn nhưng mà đói bụng quá. Kenny với mình mở con gà ra ăn ở đây luôn. Mình có mua thêm đi sinh tố. Ok. Con gà ở đây. Xé con gà ra ăn tại chỗ luôn. Xin chào buổi sáng. Đây hôm nay sáng nay giờ bên mình bị trời mưa quá, với lại mưa rồi gió nữa. Rồi nhưng mà các bạn thấy bên đó đó là cái họ đang có mấy cái xe để họ đi diễu hành đó, tại bên Louisiana lúc này là thời gian điểm này là đang lễ hội hóa trang. Thì họ có mấy cái xe ở đó đó, họ đi diễu hành nè. Một lát tối là họ đã đi vòng vòng diễu hành rồi họ quăng mấy cái sợi dây này là bánh kẹo rồi đó cho người ta giật. Vui lắm, nhưng mà do Covid cho nên năm nay mình không có đi. Cái này là chỗ mình ở đối diện, nó là cái chỗ họ hay tụ tập để lễ hội đó. Đây mình muốn khoe là sao hôm qua mình đi chợ Costco mình mua được cái cây chanh. Không phải cây chanh mà là cây tắc. Nó ghi là hy vọng là đúng cây tắc, giống như cây tắc trái tròn của mình. Hình đúng là nó rồi. Qua mình đi mua ở Costco, cái cây này mình mua ở Costco rất là rẻ, chỉ có 23 đồng 99 cent thôi. À, nó có vài trái nè. Mừng quá trời luôn á, tự vì mình đi Costco hoài mình không bao giờ thấy họ bán cái cây này. Thì hôm qua đi Costco ở New Orleans á, thì mình thấy nó có cái cây này cho nên mình mua liền ngay lập tức. Có mấy cái nhánh có bông nữa nè. Đây, nó đang có bông nhiều đây. Mình hy vọng là năm mình trồng là nó sẽ có trái để mình đeo ui, cũng có nhiều cái trái nữa, mấy cái bông nó rụng nè. Cái bông nó rụng nó có trái nè. Đây cũng có trái nữa nè. Mình mới mua về hôm qua thôi cho nên một lát nữa trời nó bớt lạnh với lại bớt trời mưa đó mình sẽ sang chậu. Mình sẽ sang qua cái chậu bự. Rồi cái vườn rau nhỏ xíu hồi xưa của mình bữa giờ trời lạnh cho nên mấy cái cây nó bị chết, cây ớt nó bị chết rồi. Nó chưa có chết hẳn nhưng mà nó còn sống, đợi trời ấm lên là nó sẽ mọc trở lại. Mới sang cái chậu rau gì, rau bạc hà hả? Rau húng gì đó, húng lưỡi hả? Đây là cái cây lá gì ta? Tí tồ. Đây là cây tỏi dại á, mình lấy từ nhà anh chồng á. Mình đào lên từ nhà của anh chồng mình á. Anh rể. Cái cây nó cũng chết rồi, cây lá gì, lá quế hả, cây lá rau quế nó bị lạnh quá nó chết. Đây là cây thì là, đây là cái cải salad. À đây là cái cải salad xo mình không biết trồng, mình mua về mình ăn á, xong cái nó mình ngâm trong cái ly nước cho nó tươi á, xong cái nó ra rễ, mình thấy nó ra rễ mình cắm xuống đất, bữa giờ nó chưa chết nhưng mà mình không biết trồng là nên trồng trong thao nước hay là trồng trong đâu. Đây là lá này gọi là gì, diếp cá. Hồi lạnh quá mình đi vô đây. Còn đây là cái cây lá này là lá gì, cái này là gì quên rồi. Ngò gai, mình thích ăn ngò gai lắm. Đây là cái cây cần
parsley là cái cây cần rau rau ngọt của Ý. Parsley không biết phải rau ngọt của Ý không? Cà chua của mình nó bị chết khoeo, lạnh nó chết. Đó, mình đợi cho trời tiết nó ấm ấm một chút lại rồi mình sẽ đi ra mình sửa chỉnh sửa mấy cái cây của mình. Okay, chủ yếu là khoe cái cây tắc của mình. Hy vọng là sẽ có trái. Có một cái bông nó nở rồi nè. Hôm qua mình mua về nó chưa nở, vậy một cái bông nó nở hoa rồi đây. This is my calamondin plants. I got this one from Costco for just like 23.99 cents. It's really nice, huh? I have been looking at it for a long time. All right. Ở đây là họ đang sửa, mới thay mấy cái miếng ván nó đường đi nè. Rồi mình kêu họ cắt cái chỗ này ra cho mình để mình sẽ trồng cây, mình sẽ để một mớ cây của mình xuống dưới đây.